Lực xin chào cô chú anh chị em, xin chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Thì Lực mới đi làm về, bữa nay Lực muốn chia sẻ cái cách của Lực cái remote ha. Rồi, cả nhà chờ Lực tí nha. Lấy đồ, lấy cái máy quay phim, cái gì cũng chia sẻ. Thì cái này mình muốn chia sẻ đến cho những ai chưa từng gie cái R1 ha. Nếu ai đã gie rồi thì đã biết, thì là không chia sẻ. Thì nếu cả nhà muốn đưa cái đít của xe R1 qua bên tay phải thì bắt buộc mình phải quay cái hoa lăng qua bên tay trái. Và nếu mình muốn đưa cái đít R1 qua bên tay trái thì mình phải quay cái hoa lăng qua bên tay phải. Và mình lăn nó nhẹ thôi, chứ không có là quay cái hoa lăng quá nhiều ha. Rồi đi cái tốc độ xe đạp ga nó nhẹ thôi, cũng không có lẹ, không có nhiều nữa. Cho nên từ từ mình làm. Còn nếu mà cả nhà gấp quá thì nó sẽ bị đi lệch hướng. Rồi, để mình dẹp mấy cái này ra nè. Có cái chỗ. Thì bữa nay cái chỗ đầu xe trống, dè vô nó cũng dễ. Bữa thì có chiếc xe ở bên này, nay nó trống thì nó cũng dễ dè ha. Rồi, chuẩn bị chưa nè? Thì thường thường cái chìa khóa mà nằm ở ngoài mà cái máy xe nó chạy đó, mình đóng cửa nó sẽ kêu ha, báo cho mình biết là cái chìa khóa nằm ở ngoài, cho nên là nó cho mình biết trước khi mình chạy xe. Nhiều khi mình để máy xe lên rồi mình để chìa khóa ở nhà mình chạy, không biết có chạy được không biết, mình chưa có thử, nhưng mà nó sẽ báo ha nếu mà chìa khóa nằm ở ngoài xe. Rồi bây giờ Lực sẽ dè vào và cả nhà sẽ nghe nó bíp nha, nó báo cho mình biết là có cái đồ vật ở phía sau xe á. Tại vì cái R1 của mình á cả nhà, cái R1 của mình nó hơi gần á, đã kêu ra không, cho nên nó báo cho mình biết là có cái chướng ngại hay sao á. Nhưng mà cái này thì nó hơi xa thôi, nó thường thôi mình biết, nhưng mà không sao. Mình đã tắt cái bộ phận mà thắng nha, cho nên nó sẽ không có thắng lại. Thì cả nhà nào đã xem cái video vừa rồi ha, video hôm bữa cả nhà thì mình cũng đã chia sẻ cái vấn đề khi mình chạy tới chạy lui mà có vật chơi chướng ngại nó sẽ tắt, nó sẽ thắng lại. Nhưng mà khi mình chạy trailer á, mình có cái R1 á, thì mình sẽ tắt cái chức năng đó thì nó sẽ không có thắng lại. Bây giờ thì nó vẫn báo, nó không thắng thôi nhưng nó vẫn báo cho mình biết là phía sau có bị dướng, có đồ. Nó xa thôi ha. Nó tới 3 cũng mất gì rồi, cái này là mất thứ nhất cho nên nó chưa có gần. Nếu cả nhà muốn nó đi thẳng thì cứ nhích trái nhích phải của cái hoa lăng á, từ từ rồi mình đạp ga cho nó dè cho nó thẳng, chứ đừng có nhích nhiều là nó sẽ bị đi lệch cái hướng ha. Và đạp ga ít thôi. Rồi thì cái này nó cũng mất được một thời gian để mà cảm thấy nó giống như tự tin á, chứ không phải ngày đầu tiên là được đâu, chắc được rồi đó. Thì để cả nhà, để chia sẻ cho cả nhà cái này ha, thắng này. Bụi bặm không thì mình phải vô một chút xíu nữa ha. Nhưng mà mình tới đó là đủ rồi, mình không muốn vô nữa. Mình muốn chia sẻ cái này đến cùng cả nhà ha. Đây.
cả nhà dòm cái chỗ này ha, có cái bánh nó nằm ở trên này là mình đẩy vô được rồi, cho nên mình chỉ cần như đây thôi, mình không cần vô nữa ha. Đây mình bỏ cái số dê cho cả nhà thấy ha. À, cả nhà thấy cái chữ off đó không? Mình không biết cái chắc nó đầy quá. Dạ, cái nút này. Đó, cái nút này là mình đã off nó rồi, cho nên khi mà có vật chắc có cái gì ở phía sau hay hoặc phía trước á, mình không biết phía trước hả? Cái này chắc phía sau thôi, cái này chắc phía sau quá. Không biết phía sau phía trước hay không biết nó làm việc hai cái luôn hay là một cái mình không biết ha. Nhưng mà nếu ở đằng sau mà có cái gì nó đụng vô nó không có thắng lại ha. Khi mình ta tắt cái đó thì cái nút nó nằm ngay chỗ này ha cả nhà. Để mình kiếm coi. Dạ, cái nút nó nằm ở này. Khi mình nhận nó vô là nó sẽ để cái đó cho mình biết là cái đó nó sẽ không có thắng lại ha. Nó cũng báo cho mình biết là cái khi mình tắt cái mở cái đó là mình off cái đó là mình đụng, là khi mình đụng cái gì là nó không có thắng lại cho mình đó. Rồi bây giờ mình qua bên này ha. Đây mình để số dê ha. Thì cái thấy không, cái trailer của mình hồi nãy cả nhà nhìn thấy mình đưa nó vô tới đây, thì hai cái màu này là họ cho mình biết nó ngay hay không ha. Nếu màu vàng nó đi dính chung với màu xanh là nó ngay, còn giống vậy nó méo ha. Thì đây là cái chướng ngại, nó chiếu cho mình thấy nó còn xa ha. Khi mà nó gần thì nó sẽ cái mức này nè, cái này nó sẽ nhỏ lại ha, nó xếp lại. Nó có ba nước, bốn nước hay gì đó, nước thứ tư là nước đỏ ha. Nước mà sát thì sát nó sẽ màu đỏ. Bây giờ nó còn xa cho nên nó hơi bự, cái hình giống như cái quạt gì đó. Rồi bây giờ mình ra ngoài ha. Mình ra ngoài. Bữa nay nhà bự không à? Ba cái bự hả ta? Nên làm ba cái bự không ta? Bốn cái bự với một cái nhỏ là năm cái ha. Bữa nay mình làm có năm cái. Thì sau khi mình nhà thấy không, sau khi mình dê vô rồi á, thì mình sẽ, cái này lúc mình mua cái trailer nó không có cả nhà, mình mua riêng mình gắn vô. Thì mình sẽ rút cái này ra, mình đẩy nó xuống đó. Rồi mình sẽ mở cái chốt, mình sẽ giật dây điện, dây thắng ha. Dây này của cái dây thắng cái trailer nó nhá đèn lên cho người ta thấy. Rồi cái này là dây an toàn ha, lỡ mà cái này nè nó có bị bung ra ha, nếu mà lỡ mà bị accident mà cái này mà mình quên nó rồi nó bị bung ra đó cả nhà, thì nó sẽ giữ lại ha, nó giữ cái trailer nó không có quăng ra ngoài đó. Và cái cách kết nối của cái cọng này ha, nó phải đi xéo giống vậy ha cả nhà, thấy không, đi chéo. À, giống vậy. Đây kìa. Cái cọng này nó nằm ở bên này ha. Nằm bên này. Đây. Đó. Thay vì cái cọng bên này chỉ móc bên này ha, thì nó mới đều phải không? Nhưng mà bắt buộc ha. Họ bắt buộc mình phải móc giống như vậy, móc xéo lại. Cái cách mình móc cái dây xích là mình móc vậy đó ha. Đó, rồi mình mở chốt. Mình mở cái này, mở cái này. Ở nhà có thể nghe cái tiếng của cái gì đó nó kêu ha, chiếc xe nó xả cái ga cái gì đó của nó không biết. Khi mà cái này cái độ nặng của nó không còn nữa đó. Nó sẽ thì gì đó, đại khái là vậy đi. Nhiều khi nó kêu, nhiều khi nó không kêu.
Đó, cả nhà nghe không? Nó thấp xuống, đúng rồi, nó hạ xuống, cái này nó hạ xuống. Khi mình móc vô nó đưa lên ha. Đúng là cái nó giống như cái nó hydraulic á, mình không biết nó là gì đó. Sau khi mình tháo cái controller ra, mình tháo cái remote ra, bắt đầu nó sẽ hạ cái phía sau của chiếc xe xuống, cái độ độ nặng nó không còn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy nó vào. Để cho nó sát qua bên này một chút. Ok rồi đó. Mình chạy chiếc xe ra. Sẵn đây mình chia sẻ luôn cái đằng trước của chiếc xe ha. Nhà chờ tí nha. Ok, cả nhà nhìn thấy cái màn hình ha. Bụi không à. Bữa nay lá cây nhiều quá cho nên mình phải chạy xe, phải chạy nhiều lần cho nó xay nhuyễn lá cây, thì cái chất bột của lá cây nó bung ra cho nên bụi không à. Bây giờ cái này là giống như bây giờ nó là giống vậy ha. Mình về nhé, chạy tới ha, chạy tới chắc cái này luôn trước sao. Ờ, cái này xôi dè. Lúc nào cái này là chiếc xe hả, cho mình thấy là mình chạy tới ha. Cái này cái mé cỏ của mình ha. Đó. Rồi bây giờ mình về ha. Nó còn một cái chức năng nữa đâu mất tiêu dội gài. Ok ở đây ha, thì cả nhà nhìn cái bánh sau ha. Thì nó chiếu cho mình thấy cái chỗ của cái bánh nè, cả nhà nhìn thấy không? Đó. Nó bị xuống với cỏ ha cả nhà. Rồi. Và cái ô vuông màu vàng này là nó thẳng ha. Nếu mà không thẳng nó lệch qua cái màu xanh. Đó, hy vọng cả nhà thấy ở trong video. Đó. Rồi bây giờ mình về lại chút. Và sẽ dè, nó có một cái cây bông đây ha, mình sẽ dè sát vô một chút xíu thì cả nhà sẽ nghe nó bíp ha. Mình không có thích nó thắng cho nên mình sẽ không có thử cái đó ha, nó làm cái gì đó. Rồi. Nè, nó sẽ kêu ha, có một cây bông ngay chỗ này thôi đó, nó báo cho mình biết, báo cho mình biết là bên này có chướng ngại hả, có ngại vật cái gì đó, có đồ ha. Và khi mình đi sát vào ha, cả nhà sẽ thấy nó màu đỏ nha. Nè, không biết có sát không đó, nó động vô rồi nè, cả nhà thấy màu đỏ không đó. Thì cái chức năng này là cái chức năng để nó thắng lại ha cả nhà. Mình nãy nếu mà mình mở cái này lên á, nếu mình mở cái ở bên này lên, nếu mà mình hồi nãy không biết mình có quay cho cả nhà cái mà có cái đèn đó, nếu mà mình tắt nó đi đó là cái xe nó sẽ thắng lại ha. Mình không có thích cái thắng đó cho nên mình không có thử nha. Nó làm cái nó thắng lại giống như nó tự động thắng đó cả nhà. Đó, rồi thôi bây giờ mình chạy tới, còn bây giờ mình chạy cho tới thì nó cũng ở phía trước cho mình thấy ha. Nhà nhìn chiếc xe đây ha, mình chỉ dòm cái đầu xe thôi. Đó. Những cái gì mà nó nằm ở trong cái khu vực xanh xanh này là nó sẽ bíp ha, nó sẽ báo cho mình biết. Còn ở ngoài cái hình vuông xanh xanh đó là cả nhà nó sẽ không có bị gì hết. Đâu mất tiêu.
Mình hy vọng cả nhà thấy ha. Thôi thì coi cho thêm ánh sáng. Chắc khó thấy lắm. Kệ đi. Ai có chiếc xe cái loại bây giờ ở trước cái máy quay phim phía trước thì sẽ biết cái này ha. Mình chia sẻ cho những người chưa có từng có cái loại xe này. Rồi. Thì nó là giống như vậy. Và hồi nãy mình nói cái trăng hả? Mình quên chia sẻ hả? À, khi mình chạy xe ha cả nhà, mình muốn coi ở trong trong cái phía sau xe mình nó có cái gì ở trong đó, những cái gì văng lăn nó đổ quá, thì cái máy quay phim nó sẽ đưa lên cho mình biết. Hoặc là mình quên đem bình xăng hay là cái gì đó, mình mở lên coi mình có đem chưa ha. Nếu mình chưa đem thì mình thấy, còn mà nó mình đem rồi thì nó nằm ở trong này. Bây giờ trong cái thùng nó có, cái thùng xe của mình nó có cái thùng rác và cái cây để ngoài đường này, cho người ta biết là mình đang làm việc á. Rồi cái thang ha, với một cái lon nước ha. Mình bữa nay mình uống energy drink, làm mệt quá uống energy drink đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy quay phim ra mình chia sẻ ở phía sau trong ha cả nhà đấy. Thì đây, những gì hồi nãy cả nhà thấy thì nó ngoài này ha. Đó. Ở trong đó thấy chưa? Thì nãy trong kia mình nhìn thấy thì ở ngoài nó giống vậy. Đó. Ha. Nó thâu sát vô trong này luôn ha cả nhà. Vô tới cái mức này luôn đó. Yeah. Thì giờ trên xe này mình có cái đó. Hôm bữa mình có chia sẻ một cái video nhưng mà mình chưa có mở lên những cái này cho cả nhà xem, cho nên bữa nay mình bổ sung thêm ha. Nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều thứ để chia sẻ với cả nhà lắm, nhưng mà khi nào nhớ đi thì chắc mình gì để chia sẻ thêm ha. Cái này nếu mà mình trả tiền ha cả nhà, mình trả tiền hàng tháng cho cái Toyota này đó, thì trong cái bản đồ mình chỉ cần nói chuyện với nó là nó sẽ dẫn mình, nó sẽ chỉ mình cái chỗ nào, giống như mình đi đâu đó mình muốn kiếm cái nhà hàng hay gì đó là mình chỉ biết tên đó rồi mình nói thì nó sẽ tiện lên cho mình biết. Rồi bây giờ mình thử trước đi ha. Hey Toyota. Where can I find the dealership? Sorry, you have to be subscribed to cloud service to use navigation feature. To learn more about what you can ask me, please say help. Thì nó giống như vậy. Nhiều khi mình nói nó không có hiểu nghe cả nhà. Nó tiếng Anh mình dở lắm, mình giống như kêu nhiều khi mình phát âm người ta không có hiểu. Nhưng mà mình muốn chia sẻ đến cả nhà nó có cái chức năng giống vậy ha. Rồi bây giờ hồi nãy mình đậu xe thì cái nút đỏ nó lên, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài cho cả nhà thấy cái nó bao gần ha, nó gần cái cỡ nào của cái phía sau. Rồi mình mới chạy tới trở lại ha, và cả nhà chờ tí mình rút cái máy quay phim ra. Cái nút đỏ hồi nãy ha, thì đây nó chưa có động vô luôn ha. À, cả nhà thấy không? À, cái bông đó nó còn cỡ 5 inch ha, còn cỡ 5 inch là cái màu đỏ nó báo cho mình biết rồi đó, là mình nên ngưng lại ha. À, đúng ra nếu mà mình có thắng là nó thắng lại rồi chứ nó không có động vô đâu. Nếu mà mình không có mở cái nút đó, nếu mình không tắt cái nút đó là nó sẽ thắng lại ha. Nó cỡ như đây, nó thắng lại khoảng cỡ như đây là thắng lại nhiều. Để chia sẻ cho nhà cái này, cái rồi ok, thì cỡ như đây nè đó, cách xa như đây là sẽ thắng ha. Coi như là khi mà cái đèn đỏ đó, thấy là cái lằn đỏ mà nó nổi lên là nó sàn thắng lại, nó bảo vệ chiếc xe của mình, nó không có bị đụng vô ha. Nó giảm thôi ha, nó có thể nó giảm, mình có thể quẹt một chút xíu nhẹ thôi ha, chứ nó thắng cũng, nếu mà mình nhận ga mạnh quá nhiều khi nó thắng không có chắc đâu. Nó cũng phải, nó giống như nó phải để cho mình không bị sốc á, không nó sẽ thắng để mà giảm lại á, giống như là giảm lại đừng có đụng vô. Nếu mà cái tốc độ chậm á thì nó sẽ thắng đứng luôn,
còn cái tốc độ lẹ nó sẽ giảm, nên mình đoán là giống vậy đó, không biết có đúng không. Rồi thì video này Lực muốn chia sẻ giống vậy ha, tại vì cái video kia mình chưa có chia sẻ hết, thì tính luôn cái này nó cũng chưa có hết đâu, nó có nhiều, còn nhiều cái mà mình thích chia sẻ lắm. Nếu có gì thì mình chia sẻ thêm. Vậy thôi. Rồi chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Chào. Và một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ video của Lực ha. Gần đây Lực thấy có thêm những thêm người đăng ký thì rất là mừng, khi người Việt Nam mình đã có đăng ký để xem video của Lực. Vậy thôi. Rồi xin chào.